Xin chào tất cả các bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của cháu Hoàng Hiền. Tiếp tục cập nhật cái tình hình mưa lũ ở Thái Nguyên. Hiện tại thì cháu đang có mặt tại thành phố Thái Nguyên. Hiện nay thì các bác có thể thấy ở đây thì rất nhiều các cơ quan lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục không kể ngày và đêm để tìm kiếm cũng như là giúp đỡ các cái hộ dân ở trong vùng lũ, vùng ngập của thành phố Thái Nguyên di chuyển ra các cái khu vực an toàn đó. Và bên cạnh đó thì có rất nhiều các cái đoàn xe từ mọi nơi đó, không chỉ ở Thái Nguyên mà các tỉnh khác đó, di chuyển về thành phố Thái Nguyên cũng như các cái địa phương, các cái huyện, các phường xã của Thái Nguyên để làm cái công tác thiện nguyện đó, giúp đỡ cho bà con vùng lũ. Ở đây thì cháu thấy hiện tại trước mặt đang có 3 xe. Xe ở trong cùng đây là xe của Đại Từ. Đấy, và xe thứ hai đây là cũng là đoàn của Đại Từ. Đó, và xe thứ ba dưới kia cũng là xe của nhân dân xã Vạn Thọ. Đấy, 3 xe này là đều là của nhân dân xã Vạn Thọ thuộc huyện Đại Từ của tỉnh Thái Nguyên. Đó, di chuyển xuống thành phố Thái Nguyên để hỗ trợ bà con. Ngoài ra thì còn có rất nhiều các địa phương khác, các tỉnh thành khác di chuyển về mang các cái nhu yếu phẩm, đồ dùng cần thiết cho bà con, các cái đồ ăn nhẹ, ăn nhanh đó, mì tôm, sữa, bánh mì và một số thực phẩm khác cho bà con đó. Ngoài ra thì các địa phương khác cũng như là các cái đoàn thiện nguyện khác thì cũng di chuyển đó, mang đến các cái thuyền bè để thuyền và xuồng để tiến hành là giúp là đưa người mắc kẹt đó, bị nước đang cô lập thì ra cái vùng an toàn đó. Hiện nay thì chia sẻ các bác là thuyền to thì là di chuyển thì rất là khó, không vào được trong các cái ngõ ngách, nên là thuyền bé hiện tại bây giờ thì đang được sử dụng rất nhiều. Đó. Những chiếc thuyền bé như này là di chuyển vào ngõ, vào ngách để đón người dân ra cái vùng an toàn rất dễ. Đó, quay đầu dễ và cũng như là di chuyển ngõ bé là cũng đi được, đường hẹp là cũng đi được. Đấy, ví dụ như đổi đầu cái là có thể là bơi ngược lại luôn. Đấy, nhưng mà những cái chiếc thuyền to, ca lô to thì phải quay đầu rất là khó. Cano đó thì là chỉ di chuyển ở bên ngoài những cái đường trục đường lớn đó, xe di chuyển dễ dàng di chuyển đó. Đó. mang cơm nhé. Đấy. Rất nhiều đoàn thiện nguyện là nấu cơm đó, ăn sẵn đồ ăn sẵn cho phục vụ cho bà con, cứu trợ cho bà con. Cháu sẽ liên tục ghi hình cập nhật cho các bác tình hình cứu trợ cũng như là tình hình ngập lũ, lũ lụt ngập ở Thái Nguyên, các địa phương. Đấy, trong các cái video của cháu up trên kênh, các bác có thể đăng ký kênh ủng hộ cháu cũng như là để theo dõi dễ hơn các cái video. Khi cháu ra video thì các bác sẽ nhận được thông báo và theo dõi được ngay video. Rất nhiều xe từ nhiều nơi khác nhau. Đấy, biển số của nhiều tỉnh thành khác nhau đó. Cũng như là các cơ quan lực lượng chức năng di chuyển. Đấy, đây là một cái chiếc thuyền bé. Ở phía dưới kia thì vẫn đang tìm kiếm, lực lượng chức năng thì vẫn đang liên tục, không kể là ngày hay đêm, không kể là nắng hay mưa. Đấy, bất kể đấy, khi mà người dân cần là giúp đỡ người dân, đấy, vẫn đang tiếp tục rất đông các lực lượng liên tục đấy, di chuyển vào những cái vùng ngập sâu để đưa bà con ra nơi an toàn đó. Trời ngày hôm nay thì mưa rất to đấy, mưa liên tục, bây giờ thì ngớt một chút rồi, vừa nãy mưa cực to đó. Nó là mưa rất to luôn đấy. Đó.
Cháu lại di chuyển đây cho các bác xem nhá, xem gần hơn cái quá trình đang tìm kiếm ở dưới này. Rất đông các lực lượng chức năng liên tục các bác nhé tìm kiếm. Trời vẫn đang liên tục mưa các bác nhé, mưa không ngớt. Đấy. Tuy là mưa không to nhưng mà nó cũng liên tục, nó không dừng. Đấy. Không ngớt tí nào. Không tạnh. Rất nhiều thuyền, như là đa số thuyền bé chạy mãi trên. Tứ tiệt trên các bác, nên là mãi gần Tân Long. Bây giờ là vừa mang cả thực phẩm các bác. Đấy, mang vào các hộ đường phía trong. Đấy, mang tận nhà cho bà con. Ngoài những hộ mà mang ra bên di chuyển ra ngoài này rồi. Đấy, cứu trợ ở ngoài thì mang vào các bà con ở trong đó. Thank you.
bắt đầu họ chuyển con thuyền cực to này trên xe kéo đấy, di chuyển về. Bây giờ vào ngõ là thuyền bé thôi, thuyền to này là cứu hết công suất, chạy hết công suất dọc tuyến đường to, đường chính này, các hộ ở ngoài và các cái ngõ to. Còn ngõ bé là phải những cái thuyền bé như này. Đấy. Mưa phải khoảng được khoảng 30 phút được các bác nhé. 30 phút mưa mau, mưa to ghê. Cơn bắt đầu thấy tan tan dần. Đấy, vãn cơn dần. Cũng đang ngớt ngớt hơn một chút so với vừa nãy. Ngớt được khoảng 30%. Bác này đấy, ngớt rồi đấy. Rất may là đã ngớt rồi. Mưa tí là nước vào đây thuyền. Thuyền này nâng nước. Đầy nước, nóng bóng. Nó bé nắp xuồng chạy rất khỏe, các bác xem chạy rất nhanh, thuyền nó bé đang di chuyển về đây, nắp xuồng chạy nhanh như máy thật. Cái này nó đi làm đi không em? Cái nào đi?
Giờ đang cần thuyền nhỏ đi vào ngõ ngách, thuyền to thì không vào được ngõ, vào không quay ra được, có ngõ không vừa. Đây, cơm nhá, cơm, bánh mì, mì tôm. Rất nhiều xe đang di chuyển vào. Dạ em.
Đấy. Thảo ơi. Ây da. Rất nhiều đoàn, rất nhiều nơi chuyển hàng đến nhu yếu phẩm để ủng hộ bà con, rất là vui mừng. Đấy, lại thêm mấy chiếc thuyền bé nữa được gửi đến di chuyển đến để giúp đỡ trong cái việc là đưa người dân ra ngoài. Bây giờ nó lại nặng hạt hơn rồi, mưa lại mau hơn rồi, to hơn. Thuyền này lại di chuyển đi để cứu hộ nơi khác. Di chuyển đi giúp đỡ bà con nơi khác. Túi bọc điện thoại. Mưa ướt điện thoại.
Bên kia chiếc ô tô, hai chiếc ô tô ngập vẫn nằm im tại vị trí. Đấy. Đợi bao giờ nước rút hết bắt đầu mới kéo đi để sửa chữa được. Tầm này là chịu không để kéo được. Đấy. Nước còn đang ngập sâu. Và cái lội vẫn đang ngập nửa người. Đi ở trên vỉ hè. Đấy, lại tiếp tục hai chiếc thuyền nữa đưa bà con ra ngoài. Đấy. Tầm này là bà con ra là chỉ mang rất ít thôi. Đấy, các cái đồ dùng cần thiết thôi. Đấy, còn các thứ để lại. Đây, ba người đang bế một cháu bé nhỏ xíu. Đấy. Đấy. Bé xíu. Nặng, máy là nặng. Mấy người khiêng. Đoàn này các bác bắt đầu di chuyển về. Đấy. À, cứu trợ ở nơi khác. Đấy. Hiện tại ở đây thì lại có tiếp tục có các đoàn khác. Đấy. Cùng mấy cơ quan lực lượng chức năng. Đấy, bao thuyền đếm sơ sơ phải 20 chiếc chạy dọc từ đầu này mái đầu kia. Đấy, có mấy chiếc đang di chuyển xuống đây rồi. Công tác vẫn đang được đẩy nhanh các bác nhé, liên tục mưa nắng hoạt động hết công suất. Có em bé. Bé tí xíu. Come on.
nhờ. Ở đâu? À đây anh nói. Dạ vâng. Ở đây tổ chức như là một cái công ty tự làm không hiểu. Dạ. Trong nước nó quẩn lắm. Vâng. Càng ngõ càng siết nhỉ. Sáng nay anh ở trong đây ra mà. À. Anh thấy những cái ngõ nhỏ nhỏ độ 2-3 mét này. À. Ở cái đường thôn xóm này là thuyền to như này là không vào được. Vâng. Thuyền nhỏ như kia người ta vào người ta phát đồ ăn thì được. Vâng. Vâng. Này mưa to hơn đấy. Phát tới những nơi xa nhất không?